Tại Hà Nội, hội nghị về những thách thức của biến đổi khí hậu tại Việt Nam do Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp và Hà Nội và Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh Green ID tổ chức. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và giới trẻ quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu, cùng nhìn lại những quyết tâm của chính phủ trong 5 năm thực hiện thỏa thuận chung Paris. Việt Nam là một trong 20 quốc gia đã nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định về cắt giảm khí nhà kính, được quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, để thực hiện còn đối mặt với nhiều thách thức như phát triển năng lượng chi bền vững, nền nông nghiệp chưa chuyển đổi kịp thời so với biến đổi khí hậu, dịch vụ khí hậu toàn cầu chưa được nhiều bộ ngành quan tâm. Tại hội thảo, nhiều tổ chức cũng chia sẻ những câu chuyện về lối sống bền vững, có trách nhiệm của giới trẻ, góp một phần vào quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như đề xuất các giải pháp để Việt Nam thực hiện tốt cam kết giảm phát thải khí nhà kính với quốc tế.